Rồi, xin chào mọi người. Thì hôm nay tôi sẽ kể cho tất cả quý vị nghe về những cái hành trình và giải cứu cũng như hỗ trợ những người mà F0 lỡ nhiễm Covid vào bệnh viện trong thời kỳ này nó khó khăn và phức tạp như thế nào. Để qua câu chuyện này chúng ta thấy rằng là thực sự là thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn chúng ta đã vỡ trận quá tải hoàn toàn quá tải, và cái cảnh mà bệnh nhân chết ở nhà, bệnh nhân không được vào viện, gọi cấp cứu không ai tới, vô bệnh viện nằm la liệt, không có giường, không có máy thở, nhân viên y tế là đuối sức rồi, kiệt sức rồi, thì cái chuyện đó tôi nghĩ là không cần nói nữa. Trước đây cả mấy tuần gần một tháng thì tôi có nói một video là cái sự mong manh giữa vỡ trận mà không vỡ trận đó. Thì lúc đó tôi đã thấy được, nhưng bây giờ thì nó quá rõ rồi. Bây giờ có cách là chúng ta phải cố gắng thôi, cả chính quyền nhân dân cùng cố gắng, thì chúng ta làm sao để hạn chế được cái bệnh F0 càng ít, người ta khỏe mạnh nhiều thì đỡ được quá tải. Thì trong cái hành trình mà cứu chữa hỗ trợ rất nhiều người bị, thì tôi có những câu chuyện rất đau lòng và câu chuyện rất thực tế mà trải nghiệm sẽ nhớ đời mãi luôn, để kể cho mọi người biết rằng là nó nghiêm trọng mức độ nào để chúng ta bảo vệ gia đình chúng ta, bảo vệ bản thân chúng ta. Thì nếu mọi người đã đọc Facebook rồi, nhớ một trường hợp anh bác sĩ có ba bà dì, dì ruột nha, mà người Bắc người ta gọi là bác. Một bà 65 tuổi, một bà 78 tuổi và một bà 85 tuổi đó. Thì anh đó một bác sĩ, mà bác sĩ anh lớn hơn tôi, anh sinh năm 68. Thì khi biết được là anh ở chỗ khác, mà ba bà dì không có dình ở chung ở quận 3, thì khi biết được là ba bà dì bệnh thì cố gắng điều trị nhà, anh cũng hướng dẫn điều trị nhà, nhưng mà tới buổi chiều phát hiện ra là một bà trở nên nặng, thì dĩ nhiên anh phải bắt buộc anh qua thôi, anh bác sĩ phụ khoa đeo khẩu trang và chạy vô cứu. Thì lúc đó vô cái bà mà phát hiện ra thì cái bà 65 tuổi đã chết rồi, thì bà 78 tuổi ngồi ôm khóc, còn bà 85 tuổi là tụt oxy, SpO2 anh đo xuống còn tám mấy mà lơ mơ. Thì lúc đó anh bắt buộc phải anh cứu thôi. Thì anh kiếm được một cái xe cứu thương, bắt đầu hành trình anh gọi. Thì anh bác sĩ anh cũng quen biết anh gọi. Thì bắt đầu anh chở khắp năm bệnh viện từ châu hết. Nhưng thực ra lúc đó thì anh chưa gọi cho tôi, và lúc đó thì anh em của anh gọi cho tôi, gọi là bây giờ bác sĩ anh Huy, xin lỗi anh Huy nha, Huy bác sĩ Huy, anh Huy anh dạy dạy anh. Bây giờ gọi bệnh viện nào không nhận hết thì nhờ tôi là phải hỗ trợ. Mà lúc đó thực ra anh cũng cố gắng năm năm bệnh viện từ chối rồi. Thì lúc đó thì tôi mới gọi lòng vòng vài bệnh viện, thì được cái bệnh viện khu vực Thủ Đức gọi cho tôi là chấp nhận nhận, nhưng phải cố gắng hết sức thôi, vì tôi thì gửi rất nhiều rồi, tình nghĩa người ta mới nhận. Thì tôi điện lại cho ảnh, thì anh nói là ảnh hiện tại đang ở Hân Bình gần cổng cấp cứu luôn, nhưng người ta không cho vào tại vì lượng bệnh không còn sức chứa, quá đông. Thì lúc đó tôi mới liên hệ được bệnh viện Đa khoa Thủ Đức để đưa ra. Thì sau khi ok xong tôi gọi ảnh, thì anh nói là bây giờ oxy tụt quá rồi, mà bình oxy cấp cứu hết rồi mà xe cấp cứu không chịu đi nữa, nó nói bây giờ hết oxy, nó sợ đi sẽ chết, nó muốn nhập cái bệnh viện An Bình. Thì tôi nghe nguy quá, thì tôi mới điện ngay cho giám đốc bệnh viện An Bình quận 5 đó. Thì anh giám đốc anh nói là biết tôi, là anh biết tôi, bác Dung ơi, thực sự thì không còn chỗ nào, thôi để tôi cố gắng thế nào. Thì nghe nói rồi để sắp xếp, thì anh xuống anh mới chạy ra lên xe cấp cứu luôn. Anh kiểm tra thì phát hiện ra một cái ô trên đầu, tại vì thật ra bà cụ té đó rồi. Vì anh nói tôi là thôi bây giờ có thể là ô trên đầu cặm kim covid, có thể chấn thương sọ não thì nên chuyển qua bệnh viện 115 hoặc là bệnh viện gì Chợ Rẫy.
Thì lúc đó tôi muốn quá tôi phải liên hệ liền và năn nỉ một người bạn ở cấp cứu bệnh viện 115. Thì bạn nói thì bác sĩ Dương không tin thì coi, hàng trăm trăm nằm lại liệt tấn mà người lề đường cổng thì vô cũng nguy hiểm lắm, thôi tôi nó cứ cho vò vào đi, tại vì chấn thương sọ não thì ưu tiên được cho thở oxy rồi giữ thêm cái gì nữa. Thì lúc đó năn nỉ xe cấp cứu chở trực tiếp vào đó, vô thì cái bác sĩ Huy chụp cho tôi, đưa cái cảnh tượng, cái hình, hai cái hình tôi thấy thảm luôn, nằm la liệt ngoài luôn, mấy cái dù che thôi, rồi gắn cái oxy tạm bằng cái bình oxy thôi, và người nhà bắt buộc phải ra, và lúc đó ảnh đuối rồi, thì để đó thôi, thì mà mình nghĩ là thôi vô viện được là mừng rồi, đúng không? Để đó, ảnh đuối sức, ảnh về nhà, ảnh về là ảnh nằm liệt luôn, ảnh sốt, mệt mỏi. Thì bà cụ đã nằm ngày thứ tới ngày hôm sau, thì tôi vẫn hỏi thì vô cấp cứu bắt đầu đẩy trong rồi nhưng không biết thế nào. Thì ngày hôm sau thì bắt đầu bác sĩ Huy nó bắt đầu sốt cao, ly bì, bắt đầu oxy tụt, thì tôi bắt đầu liên hệ, thì liên hệ cũng khắp nơi nào cũng không được hết. Đó. Cuối cùng vì nhà anh Phúc Bình Thạnh mà gọi được một người thân lãnh đạo bệnh viện rất lớn, bệnh viện Gò Vấp, thì đưa vào. Thì bây giờ gọi xong thì cấp cứu là bây giờ đưa đi á thì phải cho người số điện thoại, chứ không ghét bực mình nhất đưa lên chạy vòng vòng không ai nhận hết, tội nghiệp lắm. Thì lúc đó xin được số điện thoại phóng đốc bệnh viện đồng ý chở vô liền, chở tới nơi họ là có PCR không, xét nghiệm PCR, tại vì nguyên tắc bệnh viện điều trị COVID phải có PCR chứ đưa vô nhầm lẫn không phải bệnh này bệnh kia sao, thế là không được vào, tội nghiệp không. Tới đó mà đi một mình đang đuối, xe cấp cứu đang bỏ thôi, đúng không? Cuối cùng phải điện thoại năn nỉ anh giám đốc, anh hỗ trợ nhiệt tình, vì tôi nói đấy là đồng nghiệp, bệnh nhân là đồng nghiệp. Và khi nhắn tin là BN là bệnh nhân gạch bác sĩ Huy 1968 gửi, để người ta biết rằng đây là đồng nghiệp bác sĩ ta phải cứu, để người ta có sức khỏe cứu người, đúng không? Câu chuyện từ lên vô thăm mình thấy mừng rồi. Và ảnh lại nói một câu khi mà tôi viết bài của ảnh, đó là anh được cứu rồi, mừng. Thì sau đó thì ngày hôm sau nữa thì bắt đầu người em của anh này lại gọi tôi là bác Kim ơi, còn một bà gì 78 tuổi nha, bây giờ bắt đầu khó thở rồi, liêm diêm rồi mà không ai lo hết, tại vì có ai đâu, bệnh viện không ai tới hết, người nhà không có nữa. Lúc đó tôi mới bắt đầu liên hệ tiếp các bệnh viện, thật sự tôi liên hệ bệnh viện nào cũng hết hết. Cuối cùng phải gọi cho một người rất là thân, đàn anh thân tình, tiến sĩ bác sĩ Điển, giám đốc bệnh viện An Sinh. Thì tôi cũng có thời gian công tác bệnh viện An Sinh cũng lâu rồi. Điện qua, anh nói là ok tôi sẽ cố gắng ghép sắp cho chúng. Mà bạn biết bây giờ tìm một cái xe cấp cứu không có dễ, cực kỳ khó khăn. Thế tôi năn nỉ bác sĩ Điển An Sinh là cố gắng sắp xếp một xe cấp cứu đậu hình đưa tới luôn chứ không có ai được. Thì anh mới theo đường nhắn tin số điện thoại, địa chỉ, nhà này nọ. Và cuối cùng trong vòng 30 phút đưa tới quận 3, đón bà về An Sinh, tôi mừng lắm rồi. Đó. Đón về An Sinh rồi. Thì người cháu liên hệ tôi là hôm nay ngày thứ 3, chưa liên hệ được bà dì 85 tuổi nằm 115 như thế nào. Đó. Thì có cách nào đưa luôn bà chị về bệnh viện An Sinh lo được không? Để hai chị em chăm sóc một chỗ, chứ bệnh viện 115 giờ nữa nó quá đông rồi, ai cũng quá tải rồi. Thì tôi mới gọi nhờ một bác sĩ ở đó cho cái số tổng đài để gọi ông ba hỏi. Thì người ta hỏi liên hệ khoảng nửa tiếng 45 phút báo lại là bà cụ vẫn không nằm ở dưới cấp cứu mà liêm diêm gì không. Thì tôi mới gọi cho bác sĩ mà tôi gặp hôm trước là anh đó nói bây giờ muốn chuyển qua bên bệnh viện khác thì người nhà bắt buộc phải vào ký cam kết. Thứ nhất người nhà bà cụ không có, thứ hai nhiễm bệnh nhiễm càng trăm nhiễm là cực kỳ nguy hiểm nữa. Giả sử mình nhờ người thân vô thì người ta cũng dám vô được đó. Mà xe cấp cứu đâu ra. Thì cuối cùng tôi can thiệp một số anh trưởng phòng kỹ thuật mới hợp bạn thân
cũng nhờ trưởng khoa này trưởng khoa kia. Thì nó bây giờ tình hình vậy đó, thôi bây giờ tôi cho xe cấp cứu bệnh viện anh xin qua, thì anh hỗ trợ như nào? Thì cái bác sĩ mà bạn thân tôi mà người mà hôm trước nhận mà, thì à hôm trước anh đó, trước đó tôi một ngày tôi nhờ nó tìm, anh nó lại tìm bà cụ từ sáng đến chiều gần một tiếng, một ngày mới tìm ra. Tôi nghe mắc cười, cái bệnh viện cái phòng khoa cấp cứu xong tìm cả một ngày. Mà xin thưa các bạn, nó rộng mênh mông mấy trăm người mà bệnh nhân không có người nhà, nằm lim dim lơ mơ thì làm sao tìm ra? Tức là sao? Bác sĩ phải cầm cái hồ sơ đó nghe, đi rồi lật coi mà vừa làm và điều trị, mà điện thoại đó phải cầm điện được không? Trong cái môi trường phải trùm kín hết điện thoại thế nào bảo vệ không là lây nhiễm. Từ sáng đến chiều mới tìm được bà cụ lơ mơ nằm đó, không có người thân, không ăn không ngủ, không thiếu nước ăn, chỉ cầm cắm oxy và chỉ truyền dịch thôi. Qua câu chuyện tôi cảm nhận rằng bà khó mà tồn tại, mà cũng trách được bác sĩ anh em đuối rồi. Sau đó tôi liên hệ lại, thì bây giờ ông có cách nào để giúp đưa bệnh nhân về ăn sinh không? Ông cái bây giờ đưa xe qua, tôi sẽ cố gắng, tôi bảo lãnh để đưa về bên kia điều trị, cái bên này quá tải rồi. Và tôi gọi lại giám đốc viện ăn sinh và giám đốc viện cho số điện thoại trưởng khoa cấp cứu bác sĩ Việt, và tôi gọi trực tiếp cho anh trưởng khoa luôn. Anh trưởng khoa đồng ý và anh nói là khi nào bên 115 đồng ý báo là tôi chạy qua. Mình bắt đầu mình gọi lại bên 115 sắp xếp, mừng lắm rồi. Ba chị em, một bà 65 mất rồi, bà 78 nằm ăn sinh, bà 85 nằm 115. Giờ gom hai bà vào đây thì quá mừng. Dẫu sao thì bị ăn sinh nó không quá tải. Quá tải thì chắc chắn quá tải rồi, nhưng mà không quá tải như bị 115. Tôi mừng, tôi nghĩ tôi sẽ cứu được bà rồi. Nhưng mà tôi vẫn lo rằng là 3 ngày rồi nằm kiểu đó, không ăn, không uống, truyền chỉ cho dịch, thở oxy bằng cái dây mũi thôi thì làm sao. Và khi tôi điện lại thì bên kia báo bà cụ đã mất. Thật sự tôi sốt lắm, tại vì mình bao nhiêu nỗ lực mình để cứu, bà cụ đã mất. Như vậy nhà có ba anh chị em, bà 65 và 85 không còn nữa. Rất là buồn, nhưng hôm nay cũng mừng hơn là bà 78 tuổi ơn sinh đã ổn định, khỏe hơn nhiều rồi. Và bác sĩ đi cháu của bà cũng khỏe nhiều rồi. Và cái điều hôm qua tôi gọi nói chuyện là bà chỉ nghĩ rằng bà chỉ mất người em thôi, không ai nói bà mất người chị. Để câu chuyện này mọi người biết rằng thời kỳ này, để được vô bệnh viện điều trị bất kể bệnh gì, kể cả bác sĩ, người quen biết, giao lưu rộng cũng không phải dễ. Thậm chí tôi đã biết được hai vợ chồng là bác sĩ, có người mẹ bị bệnh Covid nặng, tìm không ra bệnh viện, nhận không nơi nào nhận hết. Đau lòng, mình cứu được mọi người, không cứu được mẹ ruột mình. Đó. Thấy đau lòng. Thật sự, trong này là Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh chúng ta là quá tải. Cho nên qua câu chuyện này, mong rằng tất cả mọi người hãy giữ gìn sức khỏe, cố gắng làm sao đó thực hiện đúng nguyên tắc 5K Bộ Y tế, chăm lo sức khỏe bản thân chúng ta. Và ai chưa chích ngừa thì cố gắng để chích ngừa càng sớm càng tốt. Đó là một cái vũ khí mà chúng ta có thể bảo vệ được trong giai đoạn này. Rồi, chúc mọi người luôn an lành nhé.